Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày 30 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, mùng 1 tháng 4 năm 1947, mùng 1 tháng 4 năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức hội thảo các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên. Huyện Khoái Châu xử lý đất dôi dư chậm. Các tiểu thương tại chợ gạo thành phố Hưng Yên có nguy cơ mất hàng tỷ đồng vì chơi họ. Hiệu quả chương trình ngân hàng bò của Hội chữ thập đỏ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dù hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Trong quý 1, toàn quốc xảy ra 4.674 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. Trên địa bàn tỉnh ta trong quý 1, xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, 21 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử yêu cầu các địa phương và các nhà trường cần triển khai sớm nội dung tuyên truyền chủ đề năm an toàn giao thông vì trẻ em, tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, sớm triển khai xây dựng 8 bốt cảnh giới để điều tiết an toàn giao thông trên tuyến đường sắt. Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải phối hợp tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và xe chở quá tải trọng. Giám sát chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch giấy phép lái xe, tăng cường nâng cao đạo đức cho đội ngũ lái xe. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, mùng 1 tháng 4 năm 1947, mùng 1 tháng 4 năm 2018. Dự lễ kỷ niệm có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ngày 1 tháng 4 năm 1947, cơ quan chỉ huy tỉnh đội dân quân được thành lập tại thôn Gạo Bắc của xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Tỉnh đội dân quân ra đời đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh cùng với nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, chiến đấu dũng cảm kiên cường trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang và nhân dân Hưng Yên đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, hoàn thành công tác quân sự địa phương, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, xây dựng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát hành cuốn sách Hưng Yên, lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 1945-1975. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã nhấn nút khai trương cổng thông tin điện tử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cũng trong sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 52 với chủ đề Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên. Dự hội thảo có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện 26 trường đại học, học viện kỹ thuật là thành viên câu lạc bộ và nhiều nhà khoa học trong cả nước.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế xã hội và một số thách thức cần giải quyết để tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững. Đồng chí mong muốn những vấn đề như tình hình ô nhiễm môi trường, chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng giá trị kinh tế cao gắn với an toàn thực phẩm, vấn đề sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước sẽ được đề cập trong các bài tham luận tại hội thảo. Để tỉnh Hưng Yên phát triển bền vững, các nhà khoa học và các đơn vị đã cùng nhau thảo luận, đưa ra các kiến nghị đề xuất một số giải pháp như phát triển một nền nông nghiệp xanh sạch, sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc trong canh tác, sử dụng công nghệ tự động để tăng năng suất, tiết kiệm thời gian, chi phí và sức lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây con có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ và phù hợp với điều kiện của tỉnh, sử dụng công nghệ để bảo quản và chế biến nông sản, sử dụng bê tông đầm lăn giúp tăng tuổi thọ công trình trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi, Hưng Yên cần lựa chọn công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi bằng phương pháp sinh học. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương xử lý đất dôi dư đã mở ra cho các địa phương có thêm nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thế nhưng, một số xã ở huyện Khoái Châu dường như không quan tâm đến nguồn lực này. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện có tới 11 xã không xử lý được mét vuông đất nào, trong đó có cả những xã chưa về đích nông thôn mới, có xã chưa hoàn thiện các tiêu chí còn nợ do thiếu kinh phí. Xã Ông Đình, một trong những địa phương có số thu từ đất dôi dư ít nhất của huyện Khoái Châu, sau 7 năm triển khai đến nay mới xử lý được 2 hộ với số tiền trên 24 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Thế Thành, cán bộ địa chính xã, đưa ra rất nhiều lý do được cho là những nguyên nhân khó khăn dẫn đến không xử lý được hoặc là xử lý được rất ít đất dôi dư. Trong đó, nguyên nhân từ phía người dân vẫn được coi là rào cản lớn nhất. Xã Ông Đình thì về cái diện tích dôi dư thì đa phần là lấn chiếm về các cái hành lang thủy lợi, thế nên là để xử lý được cái dôi dư đấy nó rất là khó. Cái vấn đề thứ hai nữa là nhân dân trong địa phương của xã thì thực tế ra là cái cuộc sống của bà con thì không khá giả. Địa phương cũng nắm hỏi một số hộ về để xử lý, thế nhưng các hộ gia đình thì cũng cho ý kiến là gia đình không có điều kiện để thực hiện được. Tìm hiểu tại xã Bình Minh thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Đến nay, xã đã xác định được 110 hộ có đất dôi dư với khoảng 2.000 m2, thế nhưng mới xử lý được cho 4 hộ với số tiền thu được trên 100 triệu đồng. Về tâm lý của các hộ thì cũng rất là muốn là xử lý cái dôi dư và cấp giấy chứng nhận cho các hộ để được sử dụng ổn định. Chúng tôi thì cũng có in cái danh sách và gửi về cho cơ sở thôn xóm và nhờ các thôn xóm là phổ biến đến các hộ. Như ông A và B này có diện tích đất dôi dư như này, tới đây thì ủy ban xã là đưa ra để xét duyệt. Nhưng mà cái đặc thù đấy các hộ cũng đi làm ăn xa nên là các ông chủ thôn cũng mời về là cũng rất là khó khăn. Hai nữa là nhiều hộ thì thật ra là cũng có nguyện vọng rất là cao nhưng mà có cái mắc một chút là nội bộ gia đình tự phân tách rồi các anh em ở xa cũng chưa về được. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện Khoái Châu mới xử lý được trên 13.000 m2 đất dôi dư với số tiền thu được trên 8 tỷ đồng. Con số này còn quá ít so với thực tế. Từ tháng 1 năm 2017 đến nay, có tới 11 xã không xử lý được mét vuông nào, như Việt Hòa, Nhuế Dương, Dạ Trạch, Đông Tảo, Tứ Dân, Liên Khê, Đại Tập. Thực tế, việc tiến độ xử lý đất dôi dư chậm có một phần nguyên nhân là sự thiếu tích cực của các địa phương trong tuyên truyền vận động nhân dân. Một lý do nữa là sự thiếu đồng nhất giữa Văn phòng Đăng ký Đất đai với Phòng Tài nguyên huyện. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cấp đổi giấy chứng nhận đất ở cho người dân chậm theo. Công trình cấp nước tập trung thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử được đầu tư xây dựng để cung cấp nước sạch cho các đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Nhưng hiện nay, do xây dựng đã lâu và bị xuống cấp, khiến chất lượng nước không đảm bảo, mất vệ sinh nên số người sử dụng nước của nhà máy ngày một giảm. Theo phản ánh của một số người dân, nước sinh hoạt được bơm từ trung tâm cấp nước sạch nhiều ngày nay có hiện tượng vẩn đục, nổi váng, sùi bọt và có mùi tanh. Có những ngày nước chuyển thành màu đen như bùn, các hộ dân ở đây phải xả hết nước và chờ lắng xuống mới có thể sử dụng. Nhiều hộ đã tiến hành lọc qua bể lọc gia đình nhưng nước vẫn không được cải thiện, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
Hàng tháng người dân vẫn phải mua nước sạch với giá 6.500 đồng một mét khối, nhưng do chất lượng nguồn nước không đảm bảo thường xuyên xảy ra tình trạng trên, nên thời gian gần đây số hộ dùng nước sạch ở đây giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 100 hộ do gia đình không có bể chứa nước mưa giếng khoan. Trên địa bàn xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, hiện đang xuất hiện nhiều điểm thu gom tập kết phế liệu nằm trong khu dân cư, không chỉ tác động nặng nề, làm ô nhiễm môi trường sống và sức khỏe của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Toàn xã có khoảng 10 hộ thu gom phế liệu tập trung nhiều tại thôn Nghĩa Lộ. Hầu hết các hộ đều nằm trong khu dân cư và hoạt động trong tình trạng 3-0, không giấy phép kinh doanh, không cam kết bảo vệ môi trường và không trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ. Hàng trăm loại phế liệu từ túi ni lông, bìa cắt tông, dây điện đến các mẩu sắt rỉ, chất đống ngổn ngang, mùi hôi bốc lên lẫn vào không khí, rất khó chịu. Không chỉ làm mất mỹ quan xóm làng, gây ô nhiễm môi trường sống, những điểm thu gom tái chế phế liệu trong khu dân cư còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa được xử lý. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhiều tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Chợ Gạo lo lắng bất an vì số tiền đem tích góp chơi họ, một hình thức góp vốn không có giấy tờ, đang có nguy cơ biến mất khi chủ họ không có khả năng trả nợ. Theo phản ánh của các hộ kinh doanh tại đây thì có khá nhiều người đã chơi họ với chị Lê Thị Hồi, một tiểu thương bán rau quả tại chợ gạo sinh sống tại thôn Triều Tiên, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Những năm trước, họ đều được thanh toán đầy đủ, nhưng khoảng gần 2 tháng nay, chị Hồi đã không có khả năng trả lại số tiền mà các tiểu thương cùng hùn lại để chơi họ. Trong đó, người ít thì 40 đến 50 triệu, người nhiều thì lên tới gần 800 triệu. Đã có 17 hộ làm đơn gửi lên cơ quan công an điều tra trình bày vụ việc. Theo thống kê sơ bộ, số tiền chị Hồi nợ những người này lên tới gần 4 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các hộ kinh doanh rau quả và cá. Khi đưa tiền, họ chủ yếu dựa trên lòng tin và mối quan hệ quen biết với chị Hồi, chứ không hề có giấy tờ biên nhận làm bằng chứng. Hiện nay, chị Hồi đã không còn buôn bán tại chợ. Chính chị cho biết mình cũng là nạn nhân khi không có được các bằng chứng giấy tờ để chứng minh mình đã nhận tiền và trả tiền cho những ai. Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc. Chưa biết đúng sai ra sao, nhưng vụ việc lần này lại thêm một lời cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ cả tin ham lợi. Mới cách đây chưa đầy một năm, vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại chợ gạo. Vì vậy, cần sự vào cuộc quyết liệt nghiêm khắc hơn nữa của các cơ quan chức năng cũng như nâng cao nhận thức của người dân về việc góp tiền chơi hụi họ để tránh những thiệt hại và hệ lụy về cả kinh tế, tinh thần. Vừa qua, Công an huyện Kim Động đã bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Mạnh Tú ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, có hành vi trộm cắp cáp quang viễn thông trên địa bàn huyện. Trước đó, vào đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 3, tại tuyến đường cáp viễn thông thuộc địa phận thôn Nho Lâm, xã Mai Động, bị kẻ gian cắt trộm 100 mét dây cáp loại 200 x 2 trị giá 25 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn trình báo của Trung tâm Viễn thông khu vực 2 VNPT, Công an huyện đã tiến hành xác minh làm rõ. Qua điều tra, ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện đã xác định đối tượng gây án là Lê Mạnh Tú, sinh năm 1990, thường trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tú để tiếp tục điều tra làm rõ. Vào khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 3, tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1975, trú tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Nghi anh Phú có quan hệ bất chính với vợ mình, nên Đặng Mỹ Tránh, sinh năm 1973, trú tại thôn Văn Nhuế, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, đã dùng vật cứng đập nhiều nhát vào đầu anh Phú. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Theo kế hoạch, đề thi năm nay sẽ mở rộng kiến thức ở cả khối 11 và 12. Thời điểm này, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh đang chủ động tăng tốc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi.
Dựa theo cấu trúc đề thi tham khảo năm 2018 cùng với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung ôn tập, các trường đã lên kế hoạch chủ động đổi mới cách dạy cũng như ôn tập sát chương trình với phương châm không nhồi nhét kiến thức mà ôn tập cho các em với tinh thần thoải mái nhất, giúp các em tự tin vào khả năng của mình để giải quyết yêu cầu của đề thi. Hướng ôn tập cuốn chiếu là phương pháp được nhiều thầy cô áp dụng để vừa dạy kiến thức mới vừa có thể ôn tập kiến thức đã học. Mỗi thầy cô giáo cũng chủ động biên soạn câu hỏi đề thi trắc nghiệm để kịp thời bổ sung lượng kiến thức cần thiết cho học sinh. Thông qua một số đợt thi thử, giáo viên và học sinh cũng đã xác định được kiến thức các em đang đứng ở đâu để có hướng ôn tập và lựa chọn môn thi, khối thi phù hợp. Trong 25 năm theo nghề giáo, cô Trịnh Thu Phong, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, không chỉ nhiều lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp huyện cấp tỉnh mà còn nhận được sự tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Cô Phong được phân công giảng dạy bộ môn văn tại trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo từ năm 2012 đến nay. Dù kiêm nhiệm công tác quản lý nhưng cô Phong không hề lơ là nhiệm vụ chuyên môn. Thay vì lên lớp 2 tiết một tuần như quy định, cô tự nguyện dạy thêm 2 tiết không lương để đảm bảo chất lượng bài giảng. Không chỉ vậy, cô là một trong những giáo viên tích cực nhất trong việc liên hệ bài giảng với thực tiễn. Ngoài ra, cô Phong cùng ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức các chương trình ngoại khóa như thi rung chuông vàng, an toàn giao thông, thiết kế và biểu diễn thời trang, cắm hoa, vẽ tranh, giúp học sinh vừa chơi vừa học, rèn luyện các kỹ năng sinh hoạt tập thể. Trên cương vị là một cán bộ quản lý, cô Phong luôn coi trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của giáo viên, phụ huynh và học sinh, từ đó tiếp thu và vận dụng vào công tác quản lý nhà trường đạt hiệu quả. Đồng chí Thu Phong về công tác tại nhà trường từ năm 2012, tính đến thời điểm này thì đồng chí đã làm công tác quản lý ở trường là được 6 năm. Thì trong thời gian đó là một giáo viên thì tôi nhận thấy đồng chí là một đồng chí quản lý có cái năng lực quản lý rất là tốt, chuyên môn rất là vững vàng và có rất là nhiều sáng tạo trong công tác quản lý. Những đóng góp của cô Phong đã góp phần không nhỏ giúp trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo phát triển vượt bậc, từ một trường chỉ đứng vị trí 134 về số lượng học sinh đỗ vào lớp 10 công lập tăng lên vị trí 37 toàn tỉnh. Năm nào nhà trường cũng có giáo viên và học sinh giỏi các cấp. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 3, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 đã tổ chức giải điền kinh. Đây là môn thi đấu thứ hai trong chương trình đại hội. Tham dự giải có gần 150 vận động viên đến từ 9 huyện, thành phố và ngành công an tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 28 bộ huy chương cá nhân và đồng đội nam nữ ở các cự ly chạy 100m đến 1.500m nam nữ. Các cự ly tiếp sức nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ. Đây là môn thi có nhiều bộ huy chương nhất trong hệ thống các giải thể thao của tỉnh. Sau 2 ngày tranh tài, đoàn vận động viên huyện Mỹ Hào đã giành giải nhất đồng đội nữ, giải nhì thuộc huyện Tiên Nữ, giải ba thuộc huyện Phù Cử, giải nhất đồng đội nam thuộc huyện Văn Giang, giải nhì thuộc huyện Kim Động, thành phố Hưng Yên và Mỹ Hào đồng giải ba. Giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện Mỹ Hào, giải nhì thuộc huyện Văn Giang, giải ba thuộc huyện Tiên Nữ. Ban tổ chức cũng đã trao các bộ huy chương cho các cá nhân đạt giải. Sau 4 năm thực hiện chương trình Ngân hàng Bò của các cấp Hội Chữ Thập Đỏ đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện giúp nhiều gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Ông Phạm Văn Tần là thương binh nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Năm 2012 qua bình xét, gia đình ông được Hội Chữ Thập Đỏ huyện tặng một con bò giống về nuôi. Sau hơn 5 năm nuôi và chăm sóc, bò mẹ đã sinh được 7 bê con. Gia đình ông giữ lại 5 con bê cái để phát triển thành trang trại và bán 2 con bê đực với số tiền là 22 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng đã phần nào giúp gia đình ông trang trải trong cuộc sống. 4 năm qua, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ đã tặng 165 con bê cho các gia đình của 10 huyện thành phố với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Đến nay, các hộ đã phát triển tăng thành 405 con, cho thu nhập trung bình là 12 triệu đồng một hộ một năm. Chương trình đã giúp hàng trăm hộ nghèo dần có cuộc sống ấm no, ổn định, từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững. Phát huy cái hiệu quả của dự án Ngân hàng Bò thì trong thời gian qua thì chúng tôi đã tổ chức lựa chọn đối tượng một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
các cái gia đình có hoàn cảnh, lựa chọn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, còn cái khả năng lao động. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, rồi hướng dẫn cái cách làm chuồng trại chăn nuôi cho nó phù hợp nhất đối với bên sinh sản. Tiếp tục phát huy hiệu quả từ chương trình Ngân hàng Bò, thời gian tới, các hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục vận động kêu gọi sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Nhiều năm nay, Hội chữ thập đỏ xã Bách Sợi, huyện Ân Thi đã phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở xã phát động phong trào nuôi lợn đất tiết kiệm. Phong trào được Hội chữ thập đỏ xã phối hợp với hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bãi Sậy từ năm 2014. Mỗi lớp học được nhà trường cấp cho một con lợn đất. Cứ thứ sáu hàng tuần, thầy cô giáo và các em học sinh lại cho tiền tiết kiệm trên tinh thần tự nguyện. Lợn đất sẽ được mổ vào dịp cuối năm học hoặc đầu năm học. Số tiền thu được sẽ được thầy cô hai trường xét những học sinh thật xứng đáng để hỗ trợ. Sau 3 năm thực hiện với tổng số tiền thu được là gần 40 triệu đồng đã được dùng để hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, thiếu máu huyết tán từ nhỏ, em Trần Huyền Dịu, học sinh lớp 3D trường tiểu học Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, luôn phải sống trong những cơn đau, nhưng em vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn và là một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó trong học tập. Gia đình Huyền Dịu có 3 chị em là con thứ 2 trong gia đình. Trước em là chị gái Trần Thị Tuyết Nhung, năm nay học lớp 6, cũng đang có biểu hiện mắc bệnh thiếu máu huyết tán giống như em. Nhưng do hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn nên chưa có điều kiện để cho chị gái em đi khám và điều trị. Để có tiền chữa bệnh cho em và trang trải trong sinh hoạt cho gia đình, bố em là Trần Ngọc Hà bị tai biến não nhưng vẫn phải đi làm phụ xây tại tỉnh Sơn La. Còn mẹ em là Vũ Thị Vòng đi làm công nhân may. Cả nhà Dịu sống trong căn nhà lụp xụp được xây dựng hàng chục năm nay và chẳng có gì đáng giá. Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn nhưng Huyền Dịu cố gắng phấn đấu, luôn tươi cười gạt đi những cơn đau, những mặc cảm về hoàn cảnh gia đình để được cùng các bạn cắp sách tới trường và trở thành con ngoan trò giỏi.